Rồi dính rồi cả nhà ơi, từ xa thấy dính rồi nha. Ồ, một con chuột cống nhung cả nhà, quá bự luôn. Trời ơi, dính con chuột cống nhung hết sức. Trời ơi, bích lọt luôn cả nhà. Trời ơi, con này khoảng chừng 1 kg nha cả nhà, quá đã luôn, quá bự luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên dính được một con chuột cống nhung cỡ này á cả nhà, khá lâu rồi mình chưa có dính con nào cỡ này. Con này tầm khoảng chừng 1 kg nha. Rồi, mình xin chào cả nhà mình buổi sáng ha. Sáng hôm nay thì mình lại tiếp tục đi thăm bẫy chuột cả nhà ơi. Thì ngày hôm qua thì mình có đặt là 30 cái bẫy nha cả nhà. Thì mình cũng ra tới điểm thăm này, mình mời cả nhà cùng trải nghiệm với mình đi thăm bẫy chuột sáng ngày hôm nay nha. Hy vọng sáng nay đi thăm sẽ có thành quả nha cả nhà. Thì ngày mới thì mình cũng xin chúc cho cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Rồi, mời cả nhà cùng theo chân mình nha. Ở trong đây thì mình có một cái bẫy nha cả nhà. Rồi, cái bẫy đầu tiên của sáng ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi, thấy chớp quớt rồi. Cái đầu tiên không có dính cả nhà ơi. Tiếp tục ở trong đây mình có hai cái bẫy. Cái bẫy này cũng chớp luôn. Rồi, mình còn một cái trong đây nha. Rồi, dính rồi cả nhà. Rồi, quá đã luôn cả nhà ơi. Một con chuột cơm nha. Chuột lở cả nhà. Chuột cỡ này cũng khá là ngon này. Rồi, mở hàng được một con đầu tiên của sáng ngày hôm nay nha cả nhà. Cái bẫy này chết quớt luôn. Bẫy này không dính. Tiếp tục ở trong đây con cái bẫy. Khui. Chết nữa cả nhà ơi. Cái điểm này mình đặt lần này nữa cũng được 4 lần rồi cả nhà. Không có điểm đặt cả nhà ơi. Đặt điểm cũ. Kiếm điểm mới đặt nhưng mà chưa có kiếm được nha cả nhà. Đi tới đâu thì cũng có anh em đồng nghiệp người ta đặt trước không. Rồi, tiếp tục luôn cả nhà ơi. Hồi nãy giờ thì mình thăm khoảng chừng 20 cái rồi cả nhà. Nhưng mà mới dính được có 1 con. Còn cái khu này thì mình còn khoảng chừng 10 cái nha cả nhà. Sáng nay thất quá cả nhà ơi. Không biết có video đăng cho cả nhà mình cùng xem hay không nữa. Mới dính được có 1 con một. Rồi, cái bẫy tiếp theo của mình nha cả nhà. Không dính luôn. Sập nhưng mà không dính. Tiếp tục ở trong đèn con cái bẫy. Cái bẫy này. Cái bẫy này sập nè cả nhà. Nhưng mà không biết có dính hay không. Rồi dính nè cả nhà ơi. Trời ơi, 20 mấy cái mới dính được 2 con. Đi cả nhà, một con chuột cơm nha. Chuột cơm khá là ngon luôn. Rồi, quá đã luôn cả nhà. Con tiếp theo của mình. Điểm này là điểm cũ đặt chiếc rồi chuột nó cũng nhát á cả nhà. Sập thì cũng rất là nhiều luôn nhưng mà không dính. Nó bươi nó ăn lúa hết trơn lúa luôn nhưng mà không dính cả nhà. Còn có mấy cái bẫy nè. Mấy cái bẫy nó mình cũng thăm xong rồi. Cái bẫy tiếp theo của mình luôn nha. Cái bẫy này đặt êm lắm nhưng mà không biết có dính hay không. Tiếp tục chớp quớt luôn cả nhà.
Rồi tiếp tục luôn cả nhà ơi. Rồi rồi dính rồi cả nhà ơi. Từ xa thấy dính rồi nha. Ồ một con chuột cống nhung cả nhà. Quá bự luôn. Trời ơi dính con chuột cống nhung hết sức. Trời ơi bích lọt luôn cả nhà. Trời ơi con này khoảng chừng 1 kg nha cả nhà. Quá đã luôn. Quá bự luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên dính được một con chuột cống nhung cỡ này á cả nhà. Khá lâu rồi. Mình chưa có dính con nào cỡ này. Con này tầm khoảng chừng 1 kg nha. Cái lồng mình rất là bự nha. Mà nó vô nó tới nổi mà cái lợp mình nó bít luôn. Ôi ôi quá đã luôn đó nha. Để ăn thua luôn nha. Rồi. Sáng nay dính ít nhưng mà nhờ dính được con này nha cả nhà. Con này thì cũng đủ rồi. Cũng khá là ngon lành rồi cả nhà ơi. Quá đã luôn. Lần đầu tiên dính được con cái này. Rồi mình thăm cái bẫy cuối cùng luôn cả nhà ơi. Thì mình còn một cái cuối cùng nha. Rồi cái cuối cùng chết luôn. Chất quất. Rồi thì mình cũng tổng kết thành quả của mình thăm bẫy sáng ngày hôm nay cho cả nhà mình cùng xem nha. Sáng nay thì dính ít à, nhưng mà nhờ được một cái là dính được một con chuột cống nhung bự nhất nha. Rồi cả nhà ơi, thì mình cũng thăm bẫy xong rồi. Sáng nay thì mình thăm 30 cái bẫy thì mình dính được có 3 con à. Đi cả nhà, 3 con chuột nha. Nhờ được cái dính được một con chuột cống nhung khá là bự. Con này khoảng chừng 1 kg, có thể hơn 1 kg luôn á cả nhà. Cái lợp mình thì rất là bự nha. Mà dính được con cỡ này. Nhờ được cái dính con này nha. Nếu không là sáng nay là thất nặng luôn. Còn cái này thì dính được 2 con chuột cơm. Chuột cơm thì cũng khá là ngon. Đây cả nhà. Còn chuột cơm lỡ lỡ không nha. Cũng khá lâu rồi mới dính được con này. Quá đã luôn cả nhà. Tới nỗi mà bích cái bẫy mình luôn. Quá bự luôn nha. Ngon lành nha cả nhà. Sáng nay dính không được nhiều. Nhưng mà nhờ đựng cái dính được một con chuột cống nhung nha. Rồi cả nhà ơi, thì mình cũng xin kết thúc video luôn nha. Thì mình hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của mình. Rồi mình chào cả nhà mình luôn nha.